cho mình cảm giác là sẽ không béo đâu. Cứ uống đi. Cái trà rất là thơm. Cái trà ngon lắm. Bạn này tham quá à? Bạn này tham quá à? Tham quá à? Ủa, em sợ bỏ tội á chị. Em là em tiết kiệm thôi. Dạ. Em không có ý gì đâu. Ngon quá, rất là thơm mà uống vị thanh, không có cái cảm giác của cái sữa nó nồng lên. Còn có nhiều cái trà sữa mình uống thôi, rộn cái sữa nó nồng lên, uống thì rất là thanh. Cảm ơn chị. Không có ngủ mà chắc chắn là uống lúc đó cũng thanh. Cái này lớn thì mình đã bỏ một chút bình tĩnh. Đặt bình sữa trung tâm thức thấu hết sức bình tĩnh. Cảm ơn chị.